Đây là tour đầu năm mùng 4 Tết, Sài Gòn Tourist đi Thái Lan, Bangkok, Pattaya 5 ngày 4 đêm với hãng Vietjet Air. Một tiếng rưỡi nữa chúng tôi cùng đoàn sẽ có mặt tại thủ đô Bangkok và thực hiện đi Pattaya. Đây tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Việt Nam. Hẹn gặp lại.